Xin chào mừng các bác đã quay đến với kênh youtube chuyên review ống nhòm chính hãng và em là Thắng Sốc Tech Ngày hôm nay thì em Thắng có về thêm 3 dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Bushnell à, Nếu mà quý cô chú anh chị nào đã và đang dùng ống nhòm rồi thì chúng ta cũng biết Bushnell là một trong những dòng sản phẩm ống nhòm thương hiệu Mỹ và với dòng sản phẩm này thì em đánh giá đây là một trong những dòng sản phẩm cực kỳ chất lượng và đặc biệt là với cái tầm giá mà đơn này thì em săn sale được thì thực sự là chia sẻ với các bác xem kênh đây là một trong những cái mức giá rất là hơi để các bác sở hữu một sản phẩm chính hãng đến từ Mỹ à, chúng ta sẽ có một sản phẩm bút neo Lengo L3 à, đây là một trong những cái sản phẩm phân khúc giá tầm trung và được bạn bè đánh giá cực kỳ là chất lượng à, rồi chúng ta sẽ có một chiếc bút à, hộp cũng cực kỳ là chắc chắn và đặc biệt là à, trên cái hộp này thì chúng ta sẽ có một số những công nghệ đặc biệt đến từ nhà À, Bút neo, à, quý cô chú anh chị xem kênh có thể tham khảo. À, với phiên bản Lengler này thì chúng ta sẽ có là Langlo thì chúng ta sẽ có phiên bản E này, phiên bản L và phiên bản M là phiên bản cao nhất của Lengler. À, với các bác nào đang và chiếc một đang dùng một chiếc ống nhòm giá tầm trung thì Lengler có thể đáp ứng được à, cũng khá là nhiều những cái option rồi. À, chúng ta sẽ có à, ví dụ như là thân ma dê này, à, công nghệ phủ độc quyền của Bút neo này rồi kính phủ này rồi tiếp theo đó là à, kính nghe đây cũng cực kỳ sắc nét rồi chúng ta sẽ cùng mở hộp đánh giá chi tiết sản phẩm bút neo này color series đây là một sản phẩm mới 100 phần trăm các bạn nhắc đấy đầy đủ hộp sổ thẻ cho các bác tem mã vạch đầy đủ cho các bác đó. rồi ở đây chúng ta sẽ có một dòng sản phẩm à, thứ nhất là có cam thứ bút neo này rồi chúng ta sẽ có một sổ giới thiệu về phân khúc L và M series như cô chú anh chị xem kênh có thể tham cả đó rồi chúng ta sẽ đến với nhân vật chính ngày hôm nay Boot bút nail Nangle series chúng ta sẽ có một dây đeo dây đeo bạn cũng khá là to các bạn nhé À, với sản phẩm này thì đây là một trong những cái sản phẩm mà em đánh giá là nó cực kỳ là tốt trong phần khung giá à, giá hiện tại thì bên em tháng phân phối thị trường mức giá là 6 triệu các bạn nhé 6 triệu cho một chiếc bút nail nên color à, một mức giá nó cũng cực kỳ là ưu đãi và nó tiết kiệm hơn khá là nhiều so với cái thời điểm trước rồi à, với sản so phẩm bút nail nên color này thì chúng ta sẽ có những gì ở à, trước tiên với cái thiết kế hệ rốt tức là hệ hai ống tảng này khi mà các bác cầm thì nó cũng khá là nhỏ gọn đầm tay và À, với phụ kiện theo kèm thì chúng ta sẽ có là bốn mắt đậy và mắt đậy của bút neo thì các bác người hãy yên tâm nhá nó cực kỳ là chắc chắn này quý cô chú anh chị xem kênh có thể tham khảo à, để một chiếc ống nhòm mà sốt sang thị trường mỹ mà bán được thì các bác cũng biết là cái khâu kiểm định chất lượng nó tốt như thế nào rồi à, chúng ta sẽ thấy là à, chữ bút neo này cái vòng uh, cái mắt đậy này chúng ta sẽ có logo cũng như là về cái uh, phần thân này nó cực kỳ là chắc chắn các bạn nhá nó không bị hỏng và nó không bị dễ tuột như những cái dòng sản phẩm rất rẻ đâu ạ. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ thấy là với dòng sản phẩm bút Neo à, chúng ta sẽ có là với phân khúc phiên bản L à, với cái trường nhìn FOV chúng ta sẽ có là 340ft cũng rất là rộng để các bác có thể săn ong và à, với chiếc này thì chúng ta sẽ thấy là công mắt chúng ta sẽ có bàn nấc nhé các bác nhá. Công mắt cũng tương đối to chúng ta sẽ có bàn đó bàn nấc và Rengo HD, tức đây là một trong những công nghệ độc quyền của bút Neo, tức là nó sẽ chống sương đọng ở trên cái mặt kính này. Đây là một trong những công nghệ độc quyền bút Neo và à, được áp dụng trên những cái dòng sản phẩm cao cấp của bút Neo. Em đánh giá cũng cực kỳ là chất lượng các bạn nha. À với phiên bản này thì chúng ta sẽ thấy là à, có kính ED ED glass này, có kính ED tức là cái loại kính làm tăng cái hình ảnh sắc nét của sản phẩm lên, à, giúp các bác có thể dễ dàng quan sát. À, bên cạnh đó là đây này, công nghệ độc quyền của bút Neo này. Rengo HD tức là nó nên là một cái lớp phủ một cái lớp phủ để chống cái xương đạo trên cái mặt kính này giúp các bác có thể dễ dàng quan sát trong những cái điều kiện khắc nghiệt ở bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy là ở vòng chỉnh đi ốt cận loạn với chiếc này thì chúng ta sẽ có là khóa đi ốt rồi lốc kinh đi tơ này tức là khóa đi ốt ví dụ như các bác muốn điều chỉnh cái đốt thì chúng ta có vui lòng nhắc lên và bạn điều chỉnh và khi mà các bác muốn khóa chúng ta ấn xuống À, nó cũng cực kỳ là chắc chắn cái điều này cái việc khóa diode này đã được áp dụng trên những cái dòng sản phẩm ví dụ như là p 7 này của công này hoặc là uh, m 7 nó cũng có khóa diode các bạn nhé khóa diode để khi mà các bác quan sát và tùy của mỗi người thì chúng ta sẽ có một cái diode mắt khác nhau đó cực kỳ chắc chắn thân toàn bộ là hợp kim hết và với tầm giá là 6 triệu thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà với cái nhân em thắng đánh giá thì nó cũng rất là tốt rồi cực kỳ là tốt trong cái phân khúc rồi thì nếu mà quý chú ý chị nào có nhu cầu mua hàng thì chúng ta có thể liên hệ sớm qua số hotline của Sotech là 0988 862059 hoặc là nhắn tin qua Zalo để em gửi thêm một số những hình chi tiết về sản phẩm. À, sản phẩm bên em thì các bác mua hàng yên tâm nhá, bảo hành 2 năm, nhận hàng kiểm tra ưng ý thanh toán cho em thắng. Các bác lưu ý nhá, 6 triệu đồng bao ship và sẽ được bảo hành hai năm các bác mua hàng thì chúng ta có thể nhận sớm. À, đây là một trong những cái sản phẩm nó cũng cực kỳ xứng đáng để các bác lựa chọn và đưa về bộ sưu tập và các bác muốn đi săn. Thì à, nếu mà các bác có nhu cầu mua hàng thì hôm nay nhà em về thêm ba chiếc nhá, ba chiếc thì các bác lưu ý là số lượng hàng nó cũng hạn chế thôi. Rồi à, kết thúc video này thì các bác có thể cho em xin một like, một share và một subscribe kênh YouTube của ShopTech Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bác và đây là những test thực tế dòng sản phẩm bút Neo NGL Series. À, như quý cô chú chị theo gói thì chúng ta sẽ thấy là à, em test đâu đó cách tầm khoảng 100 m. À, những cái điểm đinh trên máy tôn cũng như là cái giếng trời này. À, cột tô phát sóng, sẽ đánh cũng cực kỳ là sắc nét các bạn nha. Nói chung là với phiên bản này thì nó sẽ đảm bảo cho yêu cầu các bác à, một sản phẩm chính hãng đến từ Mỹ, à, độ bền cao, hình ảnh tương đối tốt và đặc biệt là À, với những chiếc này thì nó sẽ có độ bền cực kỳ là bền theo thời gian các bạn nhé cực kỳ là tốt theo thời gian vòng lấy nét không bị rơ nên các bác mua hàng yên tâm xin chào và hẹn gặp lại